Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 2, tại huyện Mường Lát, công ty cổ phần thương mại dược phẩm miền Tây tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024 và hội nghị tổng kết công tác kinh doanh năm 2023. Tham dự buổi lễ có đại diện ban giám đốc công ty cổ phần thương mại dược phẩm miền Tây, công ty vật tư y tế Thanh Hóa, công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Thiên Lộc Phát, công ty cổ phần dược Hà Tĩnh đại diện khách hàng của ba huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mừng Lát, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hòa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo y tế của ba huyện Sầm Nưa, Sốp Pâu, Siềng Khọ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngày thầy thuốc Việt Nam, thành kính nhớ đến công lao vĩ đại của người thầy cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa lớn, chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho nền y học Việt Nam, đào tạo nên các thế hệ thầy thuốc ưu tú bồi đắp cho nguồn nhân lực đất nước ngày càng phát triển, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, chiến thắng bệnh tật, nâng cao thể chất con người Việt Nam. Công ty cổ phần thương mại dược phẩm miền Tây thành lập với mục tiêu là phát triển thị trường miền Tây Thanh hóa và sang nước bạn Lào. Đây được đánh giá là thị trường khó khăn, dân cư thưa thớt, đi lại khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác phát triển thị trường. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ nhân viên, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của khách hàng, công ty cổ phần thương mại dược phẩm miền Tây đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu đạt 12 tỷ đồng, vượt 120% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng thị trường Lào trong 6 tháng của năm 2023 đạt 500 triệu đồng. Hiện tại, công ty có 4 chi nhánh phụ trách công tác bán hàng tại 4 khu vực: Quan hóa, Quan Sơn, Mường Lát và chi nhánh Lào. Tại buổi lễ, công ty cổ phần thương mại dược phẩm miền Tây đã gửi lời tri ân sâu sắc tới quý khách hàng, các đối tác đã luôn tin tưởng đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua và cam kết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến cho khách hàng, các đối tác những dịch vụ hoàn hảo nhất trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thiết yếu và trang thiết bị vật tư y tế trong thời gian tới. Nhân dịp này, công ty cổ phần thương mại dược phẩm miền Tây đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh năm 2023. Sở Y tế tỉnh Hồ Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tặng bằng khen cho Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Miền Tây có thành tích đóng góp cho Sở Y tế tỉnh Hồ Phan trong năm 2023.